Thưa quý vị, gấu trúc dòn Tao đón sinh nhật tại cơ sở mới ở Tứ Xuyên, tức từ Trung Quốc. Vào ngày hôm qua, một chú gấu trúc được khổng lồ đã được tổ chức sinh nhật lần thứ ba tại một cơ sở huấn luyện ở tỉnh Tứ Xuyên, miền Tây Nam Trung Quốc với một chiếc bánh được làm từ trái cây và tre. Các nhân viên chăm sóc gấu trúc đã trang trí cho chiếc chuồng của Yong Tao và hát bài hát chúc mừng sinh nhật chú gấu trúc này vào ngày 21 tháng 8 vừa qua, John Tao đã được đưa đến cơ sở huấn luyện gấu trúc núi Hoàng Diên từ một cơ sở gấu trúc nằm cách khoảng 300 cây số về phía tây thành phố Quang An. Theo ông Dai Yong, một nhân viên chăm sóc gấu trúc cho biết, John Tao hiện đã thích nghi với môi trường mới và đón nhận cuộc sống ở đây. Chú gấu trúc này hiện đã nặng 77kg, tăng thêm 4kg so với thời điểm mới bắt đầu chuyển đến Tứ Xuyên.